Xin chào anh em, mình là Yaki đến từ Google Village đây. Cuối cùng thì bọn mình cũng đã hoàn thiện được video đầu tiên trong series hướng dẫn mix set cho từng loại vũ khí. Dự án nào cũng vậy, ban đầu khi triển khai cũng sẽ gặp những khó khăn nhất định. Nhưng khi đã quen dần và vào guồng công việc thuận lợi, tốc độ ra video và chất lượng cũng sẽ tốt hơn. Vì vậy, mong anh em thông cảm khi video lần này ra khá là chậm. Lan man vậy thôi, chủ đề mà video đầu tiên chúng mình chọn hướng dẫn các bạn mix set là quá trình sử dụng trạc LED từ đầu game, giữa game và cuối game, các bạn nên mặc gì để phát huy được hiệu quả vũ khí này. Bên cạnh đó, chúng mình cũng sẽ đưa ra lời khuyên để các bạn vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất của game. Những set đồ, cách mix và hướng dẫn chỉ đóng vai trò định hướng và giúp các bạn có quá trình trải nghiệm game tốt nhất thôi. Video này không hề có tính quy chụp và khiến các bạn nhất nhất phải theo cách mix của bọn mình. Trước khi đi vào cụ thể thì chúng ta hãy cùng điểm qua những kỹ năng quan trọng nhất mà trạc LED cần ưu tiên. Mục đích của việc này chính là để cho các bạn có một cái nhìn bao quát về tầm quan trọng của việc mix set và tự tạo cho mình một phong cách mix đồ của riêng bản thân. Chúng ta có thứ nhất là Artillery, tăng sát thương của những viên fire lên 30%, nên đây là một trong những skin quan trọng nhất khi sử dụng trạc LED. Có một điểm thiếu sót trong video hướng dẫn sử dụng trạc LED lần trước của bọn mình, nên hôm nay mình cũng xin bổ sung luôn, đó chính là trạc LED sở hữu hai loại fire là Impact và Power Element fire. Impact fire có khả năng làm choáng quái, còn Power Element fire thì không làm choáng quái được, nhưng gia tăng sát thương nguyên tố element khi sử dụng những bình fire tấn công vào điểm yếu của quái. Tại sao mình lại đề cập vấn đề này ở đây? Đó là vì Artillery chỉ tăng sát thương cho Impact fire mà thôi, còn Power Element Fire thì không có tác dụng. Thế nên nếu các bạn có ý định sử dụng Artillery thì hãy cầm cho mình một thanh trạc LED sử dụng Impact Fire. Nào, hãy cùng tiếp tục tới skin thứ hai mà chúng ta cần chú ý. Đó chính là Capacity Boost, tăng thêm một bình Fire trong số băng Fire của bạn. Số lượng tối đa Fire bạn sở hữu lúc này đã lên tới con số 6. Điều này giúp cho khi sử dụng SAED và giải phóng toàn bộ Fire, chúng ta sẽ gây ra được nhiều sát thương hơn vì lúc này có tới 6 bình Fire được giải phóng. Càng nhiều đạn thì càng nhiều đam phải không nào? Tiếp theo đó chính là Focus. Để có thể sạc khiên thì bình thường chúng ta cần có những lần chém tới 2 combo tụ kiếm mới có thể giúp thanh Fire Capacity biến thành màu đỏ. Mục tiêu của chúng ta chính là làm sao để nạp fire càng nhanh, càng nhiều càng tốt. Skill này sẽ giúp những pha combo tụ kiếm có thể tích được nhanh năng lượng nhất để sạc vào khiên và nạp vào fire. Thứ tư đó chính là Weakness Exploit, tăng tỷ lệ bạo kích khi đánh vào điểm yếu của quái, một trong những skill hot và mạnh nhất của Monster Hunter World. Nhưng bạn cần chú ý rằng skill này sẽ không có tác dụng khi giải phóng SAED đâu. Cái mà chúng ta có được từ Weakness Exploit đó chính là gia tăng sát thương cho những nhát chém thường trở nên mạnh hơn mà thôi. Mystical Boot, một skin khá là xa xỉ và cũng hot không kém gì so với Weakness Exploit. Skin này giúp chúng ta gia tăng sát thương khi có bạo kích và đây là một trong những skin được dùng đến ở giai đoạn late game và giữa game. Tiếp theo đó chính là Attack Boost. Đương nhiên rồi, chả có vũ khí nào mà lại không cần skin này cả. Cái này thì chắc mình cũng chả cần phải nói nhiều thêm, cố gắng có được điểm nào hay điểm đó. Điểm tiếp theo đó chính là Guard, một skin mà mình đánh giá cũng rất cao khi bạn có thể thấy rằng trạc Blade cũng là một trong những vũ khí sử dụng shield cực tốt với cơ chế Guard Point của mình. Khi bạn trạc lên chiếc khiên của mình lên màu đỏ, lúc này chiếc khiên đã được tăng miễn phí 2 level skin Guard giúp cho chiếc khiên của bạn đỡ đòn mạnh hơn. Nhưng để có thể đỡ được những đòn mạnh hơn nữa và tránh để nhân vật bị knockback quá xa, hãy trang bị thêm một điểm Guard nữa. Thật ra thì đây là một skin bạn nên có, nhưng mình nghĩ rằng độ ưu tiên của nó vẫn ít hơn những skin bên trên. Thứ 8 đó chính là Critical Element, tăng sát thương nguyên tố khi bạo kích. Một skin thực sự không thể nào thiếu nếu bạn muốn build theo đường Power Element Fire. Có điều combo để tận dụng hiệu quả skin này chủ yếu đến từ những pha Impact Element Fire, gõ dìu vào đầu quá liên tục và chiêu này gây ra lượng sát thương ở mức khá. Thứ 9 và cũng là cuối cùng đó chính là Element Damage Boost. Những nguyên tố Element thì có lẽ anh em đã chẳng còn xa lạ gì nữa rồi. Để gia tăng sát thương cho những vũ khí Element và sở hữu Power Element Fire thì cũng không thể nào mà không có những viên Decoration này. Bạn đang tự hỏi là tại sao mình lại liệt kê ra những skin ở phía trên phải không nào? Thứ nhất thì lúc mình đã có nói, những skin này là những skin bổ trợ đắc lực nhất dành cho trạc Blade và khi thấy những mảnh giáp có những skin này thì bạn nên lưu ý đến chúng. Đương nhiên, bạn chẳng thể nào nhét được toàn bộ những skin đó vào một set đồ được rồi phải không? Nếu thế thì game đã quá dễ rồi. Vậy nên bạn phải xác định rằng skin nào là quan trọng nhất.
skin đó có bổ trợ cho vũ khí của bạn hay không. Artillery là một skin được ưu tiên hàng đầu khi sử dụng Impact File, và loại file này đang là bá nhất ở phiên bản Monster Hunter World hiện tại. Thế nên hãy cố gắng sở hữu skin này nếu như bạn đang cầm một thanh vũ khí dạng Impact File. Capacity Boost cũng quan trọng không kém khi nó tăng cho bạn một bình file mà bạn có thể sử dụng, vậy nên hãy ưu tiên nó. Ok, ở phần dưới đây bọn mình sẽ đi vào thực tế và hướng dẫn các bạn những set đồ cụ thể như sau khi sử dụng Track Blade nhé. Ở Low Rank, giai đoạn này bạn chẳng có gì ngoài cái xác khô và một bộ quần áo hàng mã, nên việc đầu tiên là hãy sở hữu cho mình một bộ đồ gọi là tạm ổn để farm đầu game. Con trùng đầu tiên mà chúng ta cần phải săn đó chính là Great Jagas, vậy nên hãy chịu khó chạy vào rừng nhặt một ít xương để làm một bộ đồ này. Bộ đồ này chúng ta chỉ cần sở hữu đầu, áo và tay. Có những trang bị skin hữu dụng lần lượt là: đầu sẽ cho Health Boost tăng 15 máu cho nhân vật của chúng ta, áo cho Attack Boost tăng thêm 1 điểm Attack và 3 sát thương vật lý, khá là ít nhưng mà là có còn hơn không. Tay cho điểm Slugger tăng cho Stun Power thêm 10%, thích hợp khi sử dụng với Impact File vì loại file này có thể làm choáng quái. Có thêm skin này thì tỷ lệ làm choáng cao hơn và nhanh hơn. Còn quần và chân thì tùy bạn. Hai mảnh này cho skin khá là phế nên là thú thật mình chả mua, mà chỉ đội áo mũ và đeo găng rồi thả rông phần dưới. Chiếc quần Great Jagas thì thực ra cũng có sở hữu skin Fortify giúp gia tăng sát thương và phòng thủ mỗi khi chúng ta chết. Bạn cũng có thể sử dụng được bởi vì thời gian đoạn đầu chắc chắn kiểu gì anh em mình cũng bị chết một hai lần khi đánh nhau với quái. Sau khi xử lý Great Jagas, chúng ta sẽ tiến tới đó chính là Kuluyaku, một con khủng long thích ăn cắp trứng. Con này thì chẳng có gì thú vị cả, đánh nó cũng không khó lắm. Sau khi tiêu diệt nó, hãy sắm cho mình một đôi giày của con Kuluyaku này. Nó có một skin Critical Eye giúp gia tăng thêm 3% tỷ lệ bạo kích. Nghe thì có vẻ là nhỏ nhưng mà ở giai đoạn đầu game 3% cũng là quá lớn rồi đúng không nào anh em. Thỉnh thoảng sẽ đánh được một vài phát bạo kích giúp cho cuộc đi săn của bạn trở nên dễ dàng hơn. Vậy là chúng ta đã có một set đồ mix set đầu tiên để dùng tạm rồi. Set đồ này chính là tiền đề để hướng tới những set tiếp theo. Và mục tiêu tiếp theo chúng ta hướng tới đó chính là giã bằng được con Azanath. Nhưng để đánh được Azanath, bạn cần chuẩn bị một chút và đương nhiên cũng sẽ phải tiêu diệt những con quái vật trước để gặp được nó. Đầu tiên hãy tiêu diệt con Baroth để lấy một chiếc mũ của nó. Chiếc mũ này có cho một điểm Guard và đây là một trong những skin quan trọng khi dùng Track Blade ở giai đoạn đầu game. Sau đó hãy cố gắng đi đào mỏ để kiếm được những nguyên liệu quặng và sắm cho mình một chiếc quần mới, đó chính là quần 2 Metan. Chiếc quần này sở hữu một skin được ưu tiên hàng đầu mà mình đã nói, đó chính là Capacity Boost, tăng thêm một viên file. Nâng cấp mắc giáp lên và đừng quên thêm trang bị Attack Charm và sẵn sàng đối đầu với Azanath nào. Một điều chú ý nữa là về vấn đề vũ khí, hãy nâng cấp Track Blade của Great Jagas lên vì nó sở hữu Impact File. Sau đó thì từ từ tìm cách tiêu diệt Azanath thôi. Tiêu diệt xong chúng ta hãy quay trở về và mua chiếc chân của Azanath. Chiếc chân Azanath Gravis sở hữu skin quan trọng đó chính là Artillery và lúc này chúng ta đã có một điểm giúp gia tăng 10% sát thương cho file. Tiếp theo, anh em hãy tới Coral Highland và tiêu diệt Palumu, sắm cho mình một chiếc tay của nó. Chiếc tay Palumu Vambrace sở hữu một điểm Artillery và lúc này chúng ta sẽ có một set đồ thứ hai của Low Rank, đó là mũ Baroth Helm, áo Bone Mail, tay Lumu Vambrace, quần 2 Metan Coil, chân Azanath Gravis. Sử dụng Charm Attack hoặc Defense Charm đều được. Và set đồ này sẽ cho chúng ta 2 điểm Attack Boost, 2 điểm Artillery, 1 điểm Capacity và 1 điểm Guard. Với bộ đồ này thì bạn có thể đánh một lèo cho đến khi đối đầu với Rathalos, và lúc này bạn cũng đang rất gần với High Rank rồi đó. Đừng quên farm thêm Azanath để sở hữu Artillery Charm nhé. Rồi, sau khi tiêu diệt Rathalos và mua chiếc mũ và áo của nó, chúng ta sẽ có thêm một set nữa như sau. Đó chính là Rathalos Helm, Rathalos Mail, Lumu Vambrace, 2 Metal Coil, Azanath Gravis và Artillery Charm. Chúng ta sẽ có những skin như sau là 3 điểm Artillery, 1 điểm Attack Boost, 1 điểm Weakness Exploit và 1 điểm Capacity Boost. Tất cả những skin này đều bổ trợ và tăng sát thương cho đầu ra của Track Blade. Vượt qua được giai đoạn Low Rank, chúng ta sẽ tới với giai đoạn đầu của High Rank. Các thành viên trong hội nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những cá thể quái vật mạnh xuất hiện và con quái vật đầu tiên chúng ta cần đối mặt đó chính là Puke Puke. Ở thời điểm này, bộ giáp của chúng ta sẽ khó có thể đối đầu được với những đòn tấn công quái mạnh từ High Rank. Trừ khi bạn là cao thủ và bạn tự tin sẽ ít bị dính đòn thì cứ mặc bộ quần áo Low Rank cũng được. Còn nếu bạn là noob như mình thì hãy chạy tới thợ rèn và sắm ngay cho mình 3 mảnh đầu.
áo và tay của set đồ bôn như sau: mũ bôn beta, áo bôn alpha và tay bôn alpha. Chọn áo và tay bôn alpha vì áo cho 2 điểm attack boost và tay cho 1 điểm slugger và 1 điểm attack boost. Lúc này bạn đã có thể tạm thời chống chịu được những sát thương của Puke Puke. Hãy cố gắng vượt qua nó và unlock những nhiệm vụ của những quái vật high rank khác. Hãy bật map lên và chạy tìm dấu vết của chúng trên bản đồ. Trước tiên hãy tìm và tiêu diệt Great Jagas để sắm cho mình một chiếc quần và nâng cấp cho thanh Great Jagas Chark Blade. Sau đó, chúng ta hãy đi đào quặng để sắm thêm cho mình chiếc chân Alloy Gravis Alpha, sở hữu thêm 2 điểm Speed Sharpening. Chúng ta sẽ có set đồ đầu tiên bao gồm Bone Tail Beta, Bone Mail Alpha, Bone Vambrace Alpha, Jagas Coil Beta, Alloy Grave Alpha, Attack Charm 1. Với set đồ trên, chúng ta sẽ có 4 điểm Attack Boost, gia tăng 12 sát thương vật lý và 5% tỷ lệ bạo kích, 2 điểm Speed Sharpening giúp quá trình mài vũ khí nhanh hơn, 1 điểm Health Boost giúp gia tăng thêm 15 máu, 1 điểm Slugger giúp gia tăng cho Stun Power thêm 10%, cuối cùng là Fortify giúp gia tăng sát thương và phòng thủ mỗi khi bạn chết. Nhìn chung là set đồ này chỉ mang tính chất tạm thời thôi. Hãy sử dụng nó và farm những mảnh đồ cần thiết để mix set cho bộ đồ tiếp theo mà chúng ta cần. Tiêu diệt những con quái vật như Barod, Palumu, Zuratorus và Anjanat. Bạn đã nâng cấp cho thanh Chark Blade của Great Jagas lên rồi nên bạn sẽ đủ sức để vượt qua chúng mà không gặp quá khó khăn. Hoặc hãy nâng cấp cho thanh Chark Blade của bạn yêu thích để sắm cho mình những mảnh đồ như sau: Barod Helm Beta cho 1 điểm God, Barod Mail Alpha cho 2 điểm Stamina Thief, Lumu Vambrace Alpha cho 2 điểm Artillery, Anja Coil Alpha cho 2 điểm Fire Resistance và 1 điểm Artillery, Jura Gravis Alpha cho 2 điểm Focus, Attack Charm 2 cho 2 điểm Attack Boost. Chúng ta sẽ sở hữu những skin như sau: 3 điểm Artillery, đây là skill rất quan trọng khi bạn có ý định sử dụng Chark Blade Impact Fire, khi nó gia tăng tới 30% sát thương cho những bình fire của chúng ta. Một skin đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong lối build của chúng ta. 2 điểm Attack Boost đến từ chiếc Charm và giúp gia tăng thêm 6 điểm sát thương vật lý, không nhiều nhưng cũng là một sự hỗ trợ đắc lực cho sát thương khởi đầu. 2 điểm Fire Resistance giúp gia tăng 12 điểm kháng lửa cho nhân vật, đây là skin được thêm vào từ chiếc quần của Anjanat. 2 điểm Focus giúp giảm thời gian tích năng lượng cho thanh kiếm và sạc nó vào chiếc khiên. 2 điểm Stamina Thief giúp gia tăng 20% Exhaust Power, giúp rút cạn stamina của quái vật nhanh hơn và tăng khả năng làm choáng chúng trong một số trường hợp nhất định. 1 điểm Guard giúp gia tăng Guard Point hiệu quả hơn, đỡ được nhiều đòn hơn. Nhìn chung thì set đồ này khá là cơ bản và đem lại cho chúng ta những skin rất quan trọng khi sử dụng Chark Blade, dù rằng nó rất kiểu nửa nạc nửa mỡ. Ít nhất, thứ chúng ta cần là Artillery đã có đủ 3 điểm. Skin này giúp những pha Super Ampant Element Discharge gây được nhiều sát thương hơn, còn những yếu tố khác thì có thể bù trừ dần theo thời gian. Hãy sử dụng set đồ này để farm đồ và những nguyên liệu cần thiết, sau đó tiến tới cột mốc tiếp theo, đó chính là Rathalos và Diablo. Rathalos mang lại cho bạn hai mảnh đồ là mũ và áo, đều sở hữu những skin khá mạnh, đó chính là mũ Rathalos Beta 2 điểm Attack và áo cho 2 điểm Winning Exploit. Điểm Winning Exploit như thế nào thì các bạn đã biết rồi đấy. Đó là một trong những skin vô cùng quan trọng khi nó đem lại một tỷ lệ bạo kích rất là cao khi tấn công vào điểm yếu của quái vật. Mặc dù Fire không thể bạo kích được nhưng đây vẫn là một trong những skin rất đáng chú ý. Nhìn chung tại thời điểm này bạn có thể lên vùng đất mới như Elder Reset và tại đây sẽ có một con quái vật mà chúng ta cần đặc biệt chú ý và farm những mảnh đồ ghép từ nó. Đó chính là Dodogama. Sau khi đã tiêu diệt được Dodogama và Rathalos và nếu có thể thì hãy xử luôn cả Diablo để tiến hành nâng cấp thanh Chark Blade của Diablo lên cao nhất có thể nhé các bạn. Đây là một thanh Chark Blade sở hữu Impact Fire và có lượng sát thương mạnh nhất trong meta hiện tại của Monster Hunter World. Rồi, ok, hãy cùng liệt kê set đồ thứ 3 này chúng ta có gì nào. Rathalos Helm Beta cho 2 điểm Attack Boost, Rathalos Mail Beta cho 2 điểm Witness Exploit, Lumu Vambrace cho 1 điểm Artillery, Dodogama Coil Beta cho 2 điểm Artillery, Dodogama Gravis Beta cho 1 điểm Capacity Boost, Attack Charm 2 điểm. Với bộ đồ này chúng ta sẽ có 4 điểm Attack Boost giúp gia tăng 15% sát thương thuần và 5% Affinity, 3 điểm Artillery giúp gia tăng 30% sát thương cho Fire, 2 điểm Winning Exploit giúp gia tăng 30% tỷ lệ bạo kích khi tấn công vào điểm yếu của quái vật, 1 điểm Capacity Boost. Bên cạnh đó, set đồ này còn sở hữu 5 slot để bạn ném Decoration vào và chưa tính nếu như vũ khí bạn đang sử dụng có thêm slot Decoration hay không. Đây là một set đồ cung cấp cho bạn rất nhiều sát thương. Hãy nâng cấp mắc bộ đồ này lên và chuẩn bị để đối đầu với Nergigante và những con rồng thượng cổ khác. Mình tin rằng ở thời điểm này, khi đã quen với cách sử dụng Chark Blade, bạn hoàn toàn có thể đánh bại được Nergigante với set đồ vừa rồi. Đương nhiên, những con rồng thượng cổ đều cần phải có một set đồ làm sao để đối đầu với nó một cách tốt nhất.
chúng ta hãy thống kê chi tiết lên phương án cụ thể luôn. Trước hết hãy hạ nơi Gigante bằng set đồ vừa rồi và mình đã gợi ý cho các bạn. Sau khi đã hạ gục được nơi Gigante, chúng ta sẽ nâng cấp và sắm được cho bản thân những món đồ như sau: Dragon King Eye Patch Alpha, Drama Corset. Bây giờ chúng ta hãy xây dựng cho mình set đồ tiếp theo để hạ và farm Black Diablo cũng như Diablo để lấy thanh Diablo Styranis. Bây giờ chúng ta cần sắm set đồ như sau: Dragon King Eye Patch Alpha, Damascus Mail Beta, Rathalos Soul Brace Beta, Lejania Coil Beta, Dodogama Grave Alpha, Frost Charm Level 2. Vũ khí chúng ta sử dụng đó là Giga Frost. Chúng ta sẽ có những skin như sau: Eye Attack 4 điểm, Focus 3 điểm, Wicked Exploit 2 điểm, Capacity Boost 1 điểm. Bạn sẽ có 1 slot ngọc level 3, 2 slot ngọc level 2 và 4 slot ngọc level 1. Thời điểm này chúng ta vẫn còn thiếu khá nhiều đồ nên tạm thời hãy sử dụng set đồ này để mix Eye Attack và farm Diablo. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể sử dụng vũ khí của Great Jagas và mix set như sau: Dragon King Eye Patch Alpha, Damascus Mail Beta, Lumuvan Break Beta, The Gigante Coil Beta, Dodogama Grave Beta, Artillery Charm Level 2. Chúng ta sẽ có Artillery 3 điểm, Attack Boost 2 điểm, Wicked Exploit 2 điểm, Focus 2 điểm và Capacity Boost 1 điểm. Hãy sử dụng set đồ này để hạ gục Diablo, sau đó nâng cấp thanh Diablo Styranis lên cao nhất và sử dụng luôn trong set đồ này. Sau khi đã cầm trong tay thanh trạc Blade Diablo Styranis, mục tiêu tiếp theo của chúng ta đó là hạ gục Teostra. Có hai thứ mà bạn cần chính là Kaiser Vambrace Beta sở hữu skin Wicked Exploit 1 điểm, nâng cấp Artillery Charm lên level 3. Lúc này bạn sẽ không cần mix những mảnh đồ để lấy skill Artillery nữa vì chúng ta đã có Charm rồi. Sau khi đã gục được Teostra thì chúng ta sẽ tiến tới hai con Elder Dragon khác, đó chính là Kushaladara và Vahazak. Hiện tại thì bạn chưa cần nhiều đồ từ hai con Elder Dragon này nên hãy cố vượt qua nó để hoàn thành cốt truyện nhé. Hạ gục được Vahazak rồi, chúng ta sẽ bước tới một con trùng cuối cùng, đó chính là Senojiva. Xét về độ khó thì Senojiva có lẽ không bằng được những con Elder Dragon kia, vậy nên hãy cố gắng vượt qua nó nhé. Sau khi hạ gục được Senojiva thì xin chúc mừng bạn, bạn đã không còn là một newbie nữa rồi và bạn đã bước một chặng đường rất dài để tới đây. Như vậy, bạn đã hoàn thành xong phần cốt truyện của game và bước tới giai đoạn farm decoration. Lúc này bạn đã có thể farm được những con quái vật temperate. Những con quái vật này có tỷ lệ rơi ra decoration xịn cao hơn những con quái vật trước đó. Tôi sẽ mặc định rằng bạn đã có hầu hết những viên ngọc cần thiết để bước tới phần tiếp theo. Những set đồ cần thiết trong giai đoạn này đều cần rất nhiều decoration. Đương nhiên, set đồ lúc này bạn vẫn sẽ chưa đủ mạnh. Như tôi đã nói, nếu như bạn đã có được một cơ số decoration thì hãy dùng chúng cho những set đồ tiếp theo. Và chúng ta hãy cùng nhau đối đầu với những con Temple và Arc Temple Monster nào. Ok, như vậy set đồ chúng ta cần để farm decoration đó chính là mũ Negigante Helm Beta, áo Double Mail Beta, tay Death Strand Grip Beta, quần Negigante Coil Beta, chân Negigante Grave Beta, Artillery Charm Level 3. Với bộ đồ này chúng ta sẽ có 4 slot level 1, 2 slot level 2 và 1 slot level 3 trong decoration. Chúng ta sẽ thêm vào 2 viên Attack Boost, 1 viên Focus, 1 viên Guard, 1 viên Recovery Up, 1 viên Capacity Boost và 1 viên Non-Element Boost. Chúng ta sẽ có những skin như sau với bộ đồ trên: Hanston Recover, gia tăng tỷ lệ hồi phục máu khi tấn công. Đây là skin được thêm vào khi chúng ta đã sở hữu 3 mảnh của bộ đồ Negigante. Attack Boost 6 điểm, càng nhiều Attack Boost thì càng tốt, sát thương đầu ra càng mạnh. Focus 3 điểm, tăng tốc độ hồi cho thanh kiếm và sạc Fire và khiên sẽ nhanh hơn. Artillery 3 điểm, skin này bắt buộc phải có rồi nên không có gì để bàn cãi. Maximum Might 3 điểm, gia tăng bạo kích khi stamina đầy. Trạc Blade là vũ khí không sử dụng stamina nên đây là một skin rất thích hợp để gia tăng sát thương. Recovery Up 1 điểm, gia tăng tỷ lệ hồi phục trên mỗi đòn đánh thêm 10%. Capacity Boost, gia tăng thêm 1 viên Fire. Guard 1 điểm, skin bổ trợ quan trọng khi chiếc khiên được sạc sang màu đỏ, giúp chiếc khiên khi ở trạng thái này sẽ được có Guard cộng 3. Non-Elemental Boost, gia tăng 10% sát thương cho vũ khí sát thương thuần. Đừng quên Ausman vũ khí của bạn lên khả năng hồi máu hoặc là thêm sát thương. Đây là một set đồ bạn có thể sử dụng trong suốt quá trình farm decoration của mình. Bạn có thể farm mọi con quái vật vô cùng nhanh chóng bằng set đồ này. Đương nhiên là không tính các con Arc Temple Monster rồi. Bọn mình cũng biết rằng mỗi người lại có một nhân phẩm khác nhau, không ai giống ai. Nếu bạn không có những viên ngọc như cách view phía trên, hãy chú trọng vào những mảnh đồ cho Capacity Boost, Artillery và Attack Boost. Còn Focus là một skin khá quan trọng nhưng nếu bạn không đủ đồ và ngọc thì có thể bỏ qua nó và dồn lên thêm sát thương bằng những mảnh giáp khác. Còn nếu bạn là fan của vũ khí Elemental thì mình sẽ suggest bạn sử dụng set đồ như sau: Rathalos Soul Helm Beta, Double Melt Beta, Kaiser Vambrace Alpha, Negigante Coil Beta, Azure Starlord Guard Alpha. Đây là một mảnh đến từ set đồ Azure và bạn phải làm event để lấy được nó.
Chiếc chân này mang skin bị động giống với set đồ của Rathalos và có một điểm critical boost nên rất thích hợp khi mix set cho vũ khí Elemental. Charm chúng ta sử dụng đó là Peak Performance Charm. Chúng ta sẽ sử dụng vũ khí Rathalos hệ lửa để làm đại diện. Bạn sẽ có 4 slot level 1 tính cả vũ khí, 2 slot level 2 và 1 slot level 3. Hãy lắp 1 viên Attack Boost hoặc 1 viên Fire Attack vào vũ khí. Lắp 3 viên Fire Attack để tăng sát thương lửa, thường chỉ cần 3 viên là đủ nhé. 1 viên Weakness Exploit để lấy bạo kích, 1 viên Capacity Boost để tăng số lượng Fire và 1 viên Peak Performance. Lúc này chúng ta sẽ có những skin như sau. Critical Element. Bạn sẽ sở hữu skin này khi mix 2 mảnh của set đồ Rathalos giúp ra tăng lượng sát thương nguyên tố khi bạo kích. Attack Boost 5 điểm, Fire Attack 3 điểm, Weakness Exploit 3 điểm, Peak Performance 3 điểm. Skin này giúp bạn tăng lượng sát thương khi máu bạn đầy. Critical Boost 2 điểm, mặc dù thiếu một điểm nữa để đạt được hiệu ứng cao nhất cho skin này, nhưng phần nào đó nó đã giúp bạn được tăng sát thương bạo kích. Capacity Boost 1 điểm. Đây là set đồ rất thích hợp với những bạn yêu thích lối đánh Elemental. Và nếu bạn còn nhớ, Artillery không có tác dụng với Power Elemental Fire, nên chúng ta sẽ không phải quá đau đầu làm thế nào để mix được thêm skin Artillery vào đây. Bạn có thể thay những viên Fire Attack phía trên bằng những viên New Water, Ice, Dragon, Thunder Attack tùy theo vũ khí mà bạn đang sử dụng. Video lần này tới đây cũng đã khá là dài, nên bọn mình sẽ kết thúc phần hướng dẫn mix set Charge Blade tại đây. Ở phần tiếp theo, bọn mình vẫn tiếp tục với Charge Blade, nhưng sẽ có những mix set riêng dành cho những con quái Arc Temperate Monster. Và những set đồ mạnh nhất theo từng phong cách, từng trường hợp bọn mình sẽ giới thiệu tới anh em. Hy vọng các bạn thích video lần này của bọn mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh của bọn mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. See ya!